Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh quay thử xổ số miền Trung thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2024. Thứ năm ngày hôm nay gồm có ba đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, cát đại lợi.